không lâu sau khi vừa thi đấu trận cuối cùng tại vòng bảng. Chiều mai, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết SEA Games 32 gặp U22 Indonesia. Trước đối thủ có ưu thế hơn về số ngày nghỉ, huấn luyện viên Philippe Chaussier vẫn tự tin khẳng định mục tiêu giành quyền vào chung kết. Sáng nay, đại diện hai đội U22 Việt Nam và U22 Indonesia đã tham gia cuộc họp báo trước trận bán kết diễn ra vào chiều mai. Tại đây, huấn luyện viên Chaussier khẳng định mục tiêu trước mắt của U22 Việt Nam là vượt qua Indonesia để ghi tên vào trận chung kết. Và việc bảo vệ huy chương vàng vẫn là mục tiêu lớn nhất mà đội hướng tới ở giải đấu lần này. Vị chiến lược gia người Pháp hy vọng các học trò của ông sẽ tiếp tục duy trì sự tự tin như những gì đã thể hiện ở trận đấu với U22 Thái Lan vừa qua. Đồng thời, với những màn trình diễn tốt của các cầu thủ dự bị được tung vào sân, huấn luyện viên Chaussier cũng đang có nhiều hơn các phương án nhân sự. Về phía U22 Indonesia, huấn luyện viên Safri cũng thể hiện sự tôn trọng với U22 Việt Nam. Nhà cầm quân kỳ cựu này cho biết, ông và đội ngũ trợ lý đã theo dõi U22 Việt Nam từ đầu giải, sẽ cố gắng để giành chiến thắng trước huấn luyện viên giỏi nhất ở vòng bán kết. Lực lượng U22 Indonesia cũng đủ tốt để có thể giành chiến thắng trước bất kỳ đối thủ nào trong khu vực Đông Nam Á.